Xin chào cả nhà, hôm nay em làm món tôm sú rang muối ớt. Cái này em làm muối Tây Ninh đó. Em bỏ tí nước vô, bỏ muối vô. Xong rồi bỏ tí bột ngọt, tí đường. Nêm cho nó vừa ăn. Đường chín là nào không có ấy cho nó cạn nước rồi thấm vô coi nữa không tôm này gặp nè có phải gặp nè khôn ha rút được tôm rồi nó khô vậy là được rồi vậy em tắt bếp dọn ăn. Xin chào quý chú và bạn, hôm nay con ăn tôm đen uống ớt mà quý chú và bạn cũng với con nha. Quý chú xem cái này con tìm những da những gì không nhau quý chú và con nha. Ăn dở luôn. Ở đây đang mưa, mưa lớn quá trời luôn. Ngon.
Tôm nướng, cua nướng,
Cùi súp me là con thích nhất. Cùi me, cùi súp me mẹ. Nó còn ngon quá. Mẹ, con chưa ăn tôm súp me bao giờ. Mẹ, con chưa ăn tôm súp me bao giờ. Tôm súp me. Để nè, bữa nào mẹ làm quay. Cho con xem cái kênh của con nhé. Muốn xem thì cho con xem để nghe những video nhé. Bye bye cô chú ạ.